Các bạn đang nghe podcast kênh Share Space. Cách nền kinh tế vận hành, phần 3, suy thoái kinh tế toàn cầu. Suy thoái kinh tế toàn cầu là tình trạng mà nền kinh tế toàn cầu gặp phải sụp đổ hoặc suy yếu lớn trong một khoảng thời gian dài. Đây là một thời điểm mà nền kinh tế trải qua sự giảm tốc mạnh, gây ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế và xã hội. Dưới đây là một số điểm quan trọng khi nền kinh tế toàn cầu đang trải qua suy thoái. 1. Các nguyên nhân. Khủng hoảng tài chính thường xuất phát từ các vấn đề trong hệ thống tài chính, như suy giảm của các ngân hàng lớn hoặc sụp đổ của các thị trường tài chính. Sụp đổ của ngành công nghiệp quan trọng khi một số lớn ngành công nghiệp gặp khó khăn lớn, điển hình như công nghiệp ô tô, bất động sản hoặc ngành công nghiệp dầu khí. Khuynh hướng tiêu cực trên thị trường, sự giảm giá trị của tài sản, giảm giá trị chứng khoán và tình trạng suy thoái trong các thị trường tài chính quốc tế. 2. Tác động lên doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thất nghiệp tăng cao, doanh nghiệp thường giảm nguồn lực lao động để giảm chi phí, dẫn đến tăng tỷ lệ thất nghiệp. Giảm tiêu thụ, người tiêu dùng có thể giảm tiêu tiền do sợ hãi và không chắc chắn về tương lai. Sụp đổ của doanh nghiệp nhỏ và vừa do sự khó khăn về tài chính và thị trường, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể phá sản. 3. Chính phủ can thiệp. Chính sách tiền tệ, ngân hàng trung ương thường giảm lãi suất và triển khai các biện pháp tiền tệ khác để kích thích tăng trưởng kinh tế. Chính sách tài khóa, chính phủ thường tiến hành các biện pháp như cung cấp gói kích thích kinh tế, tăng chi tiêu công cộng hoặc giảm thuế để tạo động lực cho nền kinh tế. 4. Kinh tế toàn cầu. Thương mại quốc tế, khi suy thoái kinh tế xảy ra trên mức quốc tế, thương mại giữa các quốc gia thường giảm đi, ảnh hưởng đến tất cả các nền kinh tế tham gia. Hợp tác quốc tế, các quốc gia thường hợp tác với nhau và với các tổ chức quốc tế để đối mặt với tình hình khó khăn. 5. Cơ hội trong khủng hoảng. Đầu tư và M&A trong suy thoái kinh tế có thể xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư với giá cả hợp lý hoặc tiếp quản các doanh nghiệp gặp khó khăn. Khám phá nhu cầu thị trường mới, nhiều doanh nghiệp có thể tìm kiếm cơ hội trong các thị trường mới hoặc các ngành công nghiệp khác. Điều quan trọng là nắm vững những nguyên tắc này để có thể ứng phó một cách linh hoạt và hiệu quả khi nền kinh tế đang gặp khó khăn.